Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay shop Lê Quốc Đồ Xưa xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị em là có về một số sản phẩm đồ gỗ. Đầu tiên ngày hôm nay shop giới thiệu là một cái tủ Campos nha quý cô chú nha. Cái tủ Campos chất liệu là cẩm lai và gõ. Xin mời quý cô chú tham khảo. Đây là đầu tiên tổng thể của cái tủ Campos cho quý cô chú nha. Quý cô chú nhìn từ xa nha, cái tủ cũng vừa phải. Tại shop thì cũng có rất là nhiều tủ Campos. Quý cô chú nào cần kích cỡ bao nhiêu thì cứ gọi cho shop nha. Dạ, đây là tổng thể phía trước mặt, cẩm lai 100% phía trước mặt nha quý cô chú nha. Đây, toàn bộ những cánh và khung xương là cẩm lai. Đó, toàn bộ phía trước mặt nha. Đây, shop sẽ quay đầu tiên cái dìm. Cái dìm và cái nóc tủ dìm cẩm lai nha quý chú nha. Dìm này là đi xéo nha, những cái dìm xung quanh là đi xéo nha quý chú nha. Đó, chặt xéo xuống quý chú thấy không? Dạ, cái này không phải ngay nha, nửa ngay xong bắt đầu đi xéo xuống như này nè, bo lại cho cái tủ đẹp nha quý chú. Đây, xung quanh cái tủ đầu tiên là cái cánh bên trái cẩm lai vân view rất đẹp nha quý chú nha. Dạ. Tiếp theo là cái cánh bên đây có ổ khóa, bên đây có ổ khóa nha quý cô chú nha. Dạ, toàn bộ những cái tay là quý cô chú lòn dưới đây nha. Tủ Sài Gòn là như thế này nha quý cô chú nha, tất cả là lòn phía dưới này á. Quý cô chú để cái tay về đẩy vô. Tiếp theo cái hộc số 2 cũng có hai cái tay dưới đây. Hộc số 2 là nguyên một cánh nha quý cô chú nha, nguyên một cánh cẩm. Nguyên một cái hộc số 2. Một cái hộp như vậy là 110 nha quý cô chú nha. Một 110 và cao là 16. Một tấm nha, 110 chiều ngang và cao là 16. Đây là cánh thứ hai. Tiếp theo số 3 cũng vậy, có chỗ móc dưới đây nha quý cô chú nha. Cánh số 3 cũng vậy. Và cánh số 4 nha quý cô chú nha. Đây cánh số 4. Một tấm cẩm như nhau hết. Từ xa thì nó gồm có tất cả là ba cái hộc lớn và hai cái hộc nhỏ nha quý cô chú nha. Hai cái hộc nhỏ. Lúc mình đóng lại rất là đẹp nha. Đóng lại như vậy có độ xéo cô chú nha, những cái cánh đơn này nó xéo xuống nè. Cái tay thì cô chú lòn dưới đây ha, có những cái tay lòn dưới đây để cô chú mở nha. Và tủ Sài Gòn như thế này. Tiếp theo là cái dàn dừng dìm phía dưới, một dàn dìm cũng vậy thôi, cẩm lai và chân gỗ. Cái tủ này thì chân gỗ không phải chân đồng. Cái tủ này là chân gỗ nha quý chú nha. Đây, chân gỗ. Bên hông dưới sau cũng gỗ nữa. Nên quý cô chú nào cần chân đồng hoặc là những cái tủ cẩm, tại shop có cái tủ bá súng nha, Campos bá súng, shop có, shop cũng có nha quý cô chú. Cái tủ này cũng có cái nét đẹp riêng, mỗi tủ có nét đẹp riêng. Đây là một tấm gõ đỏ bên phải, nguyên một tấm nha quý cô chú nha.
nguyên một tấm gõ nè, nguyên một tấm luôn, cũng lành lặn ha quý cô chú nha, đẹp nha. Tiếp theo là trên nóc cũng một tấm luôn, một tấm gõ đỏ trên nóc luôn. Dạ quý cô chú anh chị em nào cần giao lưu mua bán hoặc là quý đồng nghiệp có cần trao đổi gì thì shop có thể đến xem hàng trực tiếp của quý cô chú và quý đồng nghiệp. Còn quý cô chú anh chị em có thể đến xem hàng trực tiếp tại shop để anh em mình trao đổi những món hàng xưa, những kỷ niệm xưa để cho giữ lại cho con cháu sau này biết được. Rất mong sự hợp tác của quý cô chú anh em mình trao đổi với nhau. Cái tấm gõ bên trái này cũng giống như bên phải thôi quý cô chú nha, nhưng có nu. Còn đây là phía sau tổng thể nha quý cô chú nha. À, cũng gỗ sạch sẽ nha. Cái này là nguyên bản luôn nè, nó nẹp như vậy nè. Dạ, sếp xin nhắc lại, đây là tổng thể của cái tủ Cambot. Tổng thể trực diện phía trước á là cẩm lai. Tất cả cánh là đi xéo nha quý cô chú nha. Cánh đi xéo và mình có cái tay lọn ở đây để mở ra. Tất cả các tủ là như vậy nha quý cô chú. À, bên hông với nóc là gõ đỏ. Sau đây, sếp xin đo tổng thể của cái tủ này. 119, phía trước mặt này là 119 ngang nha quý cô chú nha, phía trước mặt 119. Chiều cao 104.5. 104.5. Có chiều sâu tủ là 48. Có chiều sâu vô là 48 nha quý cô chú nha. Chiều ngang tổng thể trước mặt là 119. Dạ quý cô chú anh chị em nào chưa đăng ký kênh thì giúp dùm shop một cái đăng ký, chia sẻ cho mọi người cùng biết đến. Shop sẽ ráng đi sưu tầm khắp nơi để về quay cho quý cô chú anh chị em xem. Dạ sau đây shop xin báo giá tổng thể của tủ Cambot cẩm lai này với giá tiền là 4.9 triệu nha quý cô chú nha. Tủ này 4.9 triệu. Nếu quý cô chú gần đây thì sắp xin bao ship 50 cây số, 50 cây số, 4.9 triệu. Dạ cuối video clip cũng cảm ơn quý cô chú đã xem hết cái tủ Cambot này. Kính chúc quý cô chú sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và được bình an. Dạ shop Lê Quốc đồ xưa xin thành thật cảm ơn.